Ok, có lẽ anh em. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với một con game mới. Game này có tên là Thi Ghi. Tôi nhớ cái đặc hạng con game này nên hôm nay cũng vô chơi thử. Chúng ta lướt qua cái trang tìm phép thử nha. Game này sẽ ra mắt tầm vào tối ngày mai, phi ngày mai. Thì lúc anh em xem video này thì chắc là đúng 0 giờ tối mai á. 4 giờ sáng nhá. 4 giờ sáng mai, rạng sáng mốt. Game này hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Đặc biệt cái là có ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta nè. Nhưng mà khả năng vẫn chỉ là Google dịch thôi. Game này sẽ ra mắt vào cái giai đoạn Early Access, kéo dài từ thêm một năm nữa vào cuối năm 2024. Những cái người viết kịch bản đang tập trung vào ba chương đầu của trò chơi. Sau 4 năm phát triển, coi thử cái trailer. Nó dạng đồ họa 2D lướt lướt hả? À, cái đó là môi trường di chuyển bên ngoài thôi. Còn trong này mới là mấy cái đoạn combat của chúng ta nè. Đi khám phá thế giới, đánh ở cơ bản ở ngoài, F, G, H nút cách đó. Kill thì animation với mà đồ họa thì tương đối ấn tượng đó. Có điều mấy hiệu ứng va chạm làm chưa có nhiều. Nói chung là mình chỉ cách kill ra thôi chứ chưa có đụng vô địch đó. Combat này chắc dạng tin bay rồi, có cái hình tham lai cho nè. Nãy giờ thì hay có luôn cái chế độ gấp tinh. Rất là nhiều tài nguyên nha. Cái này là bán đệ của mình quá. Làm gì đây? Chơi đây vẫn là combat thôi. Thi Gear là một cái game nhập vai. Dịch ra cho anh em, Thi Gear là một game nhập vai kết hợp độc đáo giữa cái sự khám phá cực kỳ sáng tạo, chiến đấu hiệu lực và chế tạo. Tinh bay rồi còn chế tạo rồi là khám phá nữa chứ. Mình sẽ triệu tập và huấn luyện một cái đội vệ binh, những người đồng hành cùng Thi Ghi đi vào tâm trí của những dân làng bị nguyền rủa, giúp họ đánh bại những cơn ác mộng. Vậy giống như mình là một cái bác sĩ trong giấc mơ vậy đúng không? Game này tôi cũng chơi rồi, cái bản mà Gologu có hỏi nè. Rồi bây giờ vô game coi thử sao. Cái lời giới thiệu thì tương đối ổn đó. Gì đây? Chắc là có update gì mới. Game này có tiếng Việt nha, hồi nãy vô game tôi chỉnh lại tiếng Việt rồi. Đó, anh em thấy cái dòng này nó ra tiếng Việt rồi nè. Tắt cái vi sinh nha, cái vi sinh này tắt nó không tự động luôn. Mỗi lần vô game là tôi phải tắt một lần à. Gì đây? À. Một buổi bình minh cùng những ánh sáng được gỡ trên một khu vườn gần vừa mới thức giấc, một dòng suối và tiếng thì thầm đã vọng ra từ xa, từ một thung lũng, một ngôi nhà tranh ở rìa một khu rừng phức xa. Đây là tả cảnh nè, nhìn cũng đẹp quá chứ. Nhấn nút cấp à. Một người lạ gõ cửa mang theo nỗi sợ hãi và bí ẩn, nhưng cũng là khởi đầu của một câu chuyện khó tin. Chơi game mà như kể chuyện cổ tích nhất. Đây là cái phòng điều chế ở cái khu phù thủy. Người già, là ông này đó hả? Một linh hồn sống phải không? Làm ơn thứ lỗi cho sự xâm phạm của tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Hoan nghênh ngươi, người nguyên thủy. Dạng là người cổ hay là người già vậy đó hả? Hoặc là mình là người tiến hóa rồi, tôi đang chờ ông đây. Cái gì? Bạn đang chờ tôi. Tôi rất bối rối về cái điều này. Tôi nghĩ bạn đã nhầm, việc tôi đến là ngẫu hứng và tôi hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của bạn. Đừng lo ông già, tôi đã sẵn sàng. Một thời gian nữa tôi sẽ không làm tôi đau là sao. Một thời gian nữa tôi sẽ chữa trị cho cái căn bệnh của ông và không còn đau nữa, nhưng tôi cũng có thể thích sự có mặt của ông ở đây. Tốt tốt, tôi gì đó nhưng sẽ là con chuột thí nghiệm đầu tiên của tôi, một người nguyên thủy. Tôi biết ông đang thắc mắc về lời nguyền giáng xuống ngôi làng của ông. Đúng vậy, bởi vì cái ác này sẽ ăn mòn chúng tôi như một cái trứng hoại tử, nhưng một điều tại một thời điểm khéo hiểu gì cả. Tôi sẽ giải quyết cho trường hợp của ông trước. Hãy loại bỏ tâm mệnh của ông, bất hạnh của ông mới chớm nở, nó dễ dàng vượt qua và đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho tôi. Tôi sẽ đưa ông đi vào giấc ngủ của bà, dùng giấc ngủ của ông để can thiệp vào giấc mơ của ông. Họ ẩn giấu những nỗi sợ hãi mầm mống lời nguyền của ngôi làng của ông. Thì như nãy cái lời giới thiệu của game này đó, mình là một cái bác sĩ ở một cái khu rừng rồi đó, trong đây nè.
Mình sẽ đi vào giấc mơ của mấy người này để chữa trị cho họ. Rất vinh hạnh. Cánh tay của bạn thì nó có bị cháy không? Cái này hả? Ừ, cánh tay màu ngọc bạch hả? Không bạn ơi, mình là cấp thành Window gì đó. Cái gì chiến binh mùa đông, một cái đánh tay mái. Đến đây, đến đây. Rồi đâu rồi, đừng nói xuống xuống lầu rồi á. Chấm than màu vàng. Lựa chọn của bạn, thi ghi có thể chọn một trên hai đá linh hồn với độ hấp dẫn của ngài. Viên đá này cho phép bạn tạo ra hộ vệ đầu tiên của mình. Chọn sao? Chọn đại đi. Nó màu xanh nên nó đẹp đẹp. Đây là hồi nãy là viên này viên ngài. Nó có hình ngài nào, viên này viên đêm á. Việc kết hợp hai cái vật phẩm cấp tinh cho phép mình tạo ra một cái Guardian với cái trang bị châm hoặc là mấy cái trang sức. Kéo thả vật liệu và các ô trên bàn, sau đó khởi chạy cái quá trình hợp nhất. Cấp độ phù thủy sẽ tăng lên sau mỗi lần ghép và mở phá cái phần thưởng mới. Bụi linh hồn cho phép tạo ra cái sâu tôn mới, đá và đồ trang sức có thể được tái chế để lấy bụi linh hồn. Rồi ok. Mở ghế chế tác rồi đặt một sâu tôn ngày và đặt một sâu tôn lên đêm lên. Tạo một sâu tôn thứ hai, tạo một hộ vệ thứ hai. Nãy hả? À, tạo hai cục lận. Châm bụi là tạo được một cục á. Hai cục này giống hệt vậy. Giúp cho để. Gan để gì nè, giống cái thằng mà Lee Sin nãy trong cái đoạn trailer đó. Phòng thủ cho phép khiêu khích. Thuốc độc. Con này làm gì? Em gái cầm kiếm đúng không? Nữ chiến binh hả? Cầm kiều luôn. Rồi bây giờ xong rồi đó hả? Phần thưởng 30 bụi nè. Có một cái chồng sách dưới này. Câu chuyện chính tiếp tục. Giờ hiển thị có mục tiêu dù cùng với cấp độ của Thi Gia có thể là trang bị củng cố đội quân hộ vệ của mình. Một cái phần thưởng, những cái bản tóm tắt được chỉ định. Thiết bị có thể được hiển thị ở đây. Phá hủy một thiết bị sẽ nhận lại bụi. Mở trang bị và câu chuyện, kiểm tra ít nhất một trang bị. Trang bị đây. Cấp độ vật phẩm là 0. Trang bị ít nhất một mảnh trang bị lên thi ghi à. Kiểm tra ít nhất một kỹ năng của thi ghi là cái thần chú hả? Máu gì có hai gì nè trời. Thực tiên chi là 20 hả? Cái này bị lỗi luôn nè. Đi có đôi giày nữa nè. Tăng né tránh của hộ vệ lên 3. Ngon. Phóng ra một chùm lửa. Lướt đến mục tiêu vị trí con chó. Hiển thị ngẫu nhiên một trong các mục tiêu mơ ước. Chả hiểu cái quái gì cả. Rồi bây giờ làm gì nữa? Bấm vô chọn sách trên bàn. Ghi Moge dạng như là cái quyển sách vậy, nó hiển thị các bệnh nhân được nguyền rủa cho mục tiêu của họ, độ khó và các cấp độ nguy hiểm. Thì ghi có thể chọn một bệnh nhân. Segin là dạng như cái ống chích hồi máu, kéo để thả để tăng độ khó nhưng cũng tăng luôn phần thưởng, có thể viết lại trang bệnh nhân bằng mật. Cái này cái nãy rồi. Chọn bệnh nhân Omen, kiểm tra mục tiêu giấc mơ. Đây phải không? Tôi cảm thấy như mình đang ở trong mê cung này quá lâu rồi. Thứ hành hạ tôi bây giờ là liệu có thể đoạn cuối hay là đoạn mở đầu hay không. Khúc quanh của một giấc mơ. Kiểm tra hệ số hồn ma. Cái này hả? Ảnh hưởng đến số lượng ma gặp. Thay đổi giá trị kim tim một lần. Giá trị kim tim đấy hả? Ôi vãi. Quay lại của trang nhật ký đội đầy. Quan sát xem phần thưởng bổ sung. Nhật ký đỏ đài. Chắc là bắt tại đây. Không. Coi sao ta. Nhật ký đỏ đài là cái quái gì? Cái này hả? What?
mình đi vào cái gương nè, cái hay là cái khung tranh gì đó, hay là cửa sổ gì đó, đi xuống cái vùng đất này, xong rồi đánh với mấy con quái vô cái gỗng này, chui ra ngoài, về đây chuẩn bị rồi trị bệnh, rồi đi hái đụng thảo dược gì đó chế đồ, rồi lại nghiên cứu, xong rồi dọn bệnh nhân, rồi đi vào cái vòng tuần hoàn như thế này. Làm căn phòng này cũng đẹp quá ha. Di tích là cái khối lập phương, cổ vật này dường như rất là lâu đời trong số chúng. Theo như thi ghi có thể nói, ý thức của khối lập phương luôn bảo vệ cô. Bề mặt liên tục chuyển động, bên trong một cái trái tim màu xanh đang đập đều nhịp. Giống mà con game Logic Cup của tôi, anh em cũng thấy một cái khối lập phương á, ở bên trong cũng có trái tim đập tưng 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 á, giống hệt luôn á. Phù khí đã học cách là hấp thụ đồng thời truyền ET vào Kube để nó thể tự bảo vệ mình và củng cố đá linh hồn cho mình. Chọn lại bệnh nhân ông già thì chọn. Quay lại một trang nhật ký đỏ đài, quan sát xem những phần thưởng bổ sung của những cơn ác mộng. Quay lại đâu? Hướng dẫn nhà đấu giá hả? À, cái này online hay offline đây? Mình có 130 buổi nè, mua được cái gì? 130 buổi thì mua được cái áo tròn, loại hiếm nè. Cái áo da này loại hiếm luôn. 17 bán gì dữ vậy nè? Cái mặt nạ. Nhưng mà có chữ X là sao ta? Mua thử cái này ơi. Kiểu trang bị rồi bấm vô cái này á. Không biết làm hay này nên chắc kệ nó đi. Ủa khoan khoan khoan, có không? Ở đây à, nó kêu mình viết lại cái nhật ký xong rồi chọn lại ông già này, rồi xong rồi không có phần thưởng méo gì cho nó của hành rồi thôi. Đây bấm vô cái cửa sổ nào. Các hậu vệ này sẽ bảo vệ thi ghia trong cái giấc mơ trong suốt cái trận chiến này. Vị trí trên chiến trường có thể đặt hậu vệ của mình trước khi bước vào giấc mơ. Rồi giờ rồi nó vô rồi nè. Game này có bộ hơi bị nhức đầu nha, quá nhiều thứ luôn á. Ở đây tôi tìm đắm trong cái cơn ác mộng ông già, hành trình khám phá đầu tiên của tôi. Đã đến lúc vận dụng mọi thứ tôi học được vào thực tế để phá giải được quyền này. Cuối cùng sự trả thù của tôi đã dần hình thành. Bạn sẽ không bao giờ đi xa được khi bạn không biết mình đang đi đâu. Di chuyển bằng cách nhấp chuột phải, ném một cái mà lửa gì đó với Q vào vị trí con chó. Tìm cái lối thoát khỏi cái khối độc phương của bạn bằng cách nhấn nút G. Nút G đây à, à đúng rồi, Q nè. Chuyệt qua các vật phẩm trong cái ba lô của mình, kiểm tra tóm tắt mục tiêu ở đây. Cái này hả? Thoát khỏi giấc mơ trước khi quá muộn. Đây, có cái máy báo động mà kêu kiểm tra không? Giết một hồng ma, di chuyển. Đấy hả, ma đấy hả? Chào cô phù thủy nhỏ, ta là một trong những mỏ neo cho những giấc mơ bị nhiễm bệnh, một phần ký ức còn lại. Nếu bạn không phải lúc nào cũng tìm thấy ta, nhưng nếu bạn làm, ta sẽ có một yêu cầu với bạn. Nói cho ta biết kia lít nào cho phép xâm phạm vào những cái giấc mơ không? Cái treo trên tường hồi nãy á. Cái gương. Đúng rồi.
Đúng, một mở bản đồ nhỏ. Xác định vị trí của giấc mơ bằng khối lập phương là chữ G đó hả? G. Xuống dưới, đi xuống dưới. Giết một hồn ma. Này là cái gì đây? Bên trái có đống tiền nè. Phần này có vẻ khá hơn cái phần còn lại. Khi bạn đứng đến gần nơi đó ngày càng thoải mái và bạn bắt đầu nhìn thấy những khuôn mặt nhanh chóng bao quanh bạn. Bằng cách đầu tư thời gian, ngon gì, độc nhất cái danh nào. Ủa, lượm mượn mấy cái bụi trong này luôn hả? Nhấn nút gì? À, nút F để lướt. Những cơn ác mộng gì đó. Những bước đầu tiên. Trận chiến này là cái tên bay. Mỗi hậu vệ có thể chơi được một kỹ năng trong lực của mình. Trận chiến theo lực đều điều khiển bởi thanh tham ba như này. Khi tất cả hậu vệ và kẻ thù xong lượt thì sẽ bắt đầu một vòng mới. Tiêu có thể sử dụng được bằng cách đánh dấu bằng màu á. À, ban ngày là khiêu khác, ban đêm là khiêu khác. Chúng có thể target vào một kẻ thù hoặc đồng minh. Kỹ năng có thể luân chuyển theo ngày hay là đêm. Kỹ năng ETA thì yêu cầu tiêu thụ các tài nguyên khác như là cuộc sống, tử thi. Hậu vệ có thể di chuyển hoặc bỏ lượt. Cái gì? Kiểm tra một cấp độ của kẻ thù 14 nào. Kiểm tra một nội tại kẻ thù. Bị một đòn chí mạng thì nó sẽ chặt xác cái bộ phận cơ thể ra. Chơi một kỹ năng gây hại, di chuyển qua hoặc trao đổi vị trí, trì hoãn lượt hậu vệ khi đang chơi. Trì hoãn. Con này là yếu sát thương vật lý, con này cũng vậy luôn. Chặt nó. Nó còn một máu kìa. Cái gì nó thành hai con cái gì? Rồi thiệt đó. Rồi nó đánh mình hai cái rồi. Đau nha. Lùi nè. Rồi trao đổi vị trí thì trao đổi như sao? À đây. Năm chấm một sát thương vật lý. Con này thì chính máu trừ 35%. Chơi cái chiêu này luôn. Cò súng con đường trái tim, kỹ năng bị động rồi nữa hả? Bất cứ khi nào Paladin. Bất cứ khi nào Paladin tấn công thành công bằng đòn cận chiến sẽ được một hồi theo trong một lượt và chiến đấu mỗi lượt. Ngon nha. Ủa, đứng ở dưới trên này không đánh xuống dưới này được hả? Rồi, những thằng đệ của mình đã bêm được những con quái đó bảo vệ mình. Thì ghi hồi phục sức khỏe tâm lý của mình thêm 0.5. Sức khỏe tâm lý là cái méo gì? Hai trên bảy mục tiêu khám phá giấc mơ. Anh đe dọa giảm. Đóng chữ G coi. Dưới 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 dưới. Bên này có cái làng này nó nè. Cái gì? Tưởng viện trưởng đó, đừng để lại đây gần. Đánh hụt con gì trời.
nữa hả? Mình đánh chỉ được có bốn hướng rồi nha. Cái con này nó đánh còn hơn mình nữa. Được cái gì nữa nào? À đây. Phải, nó bự. Như máu vậy, 35 máu. Nó thì không có điểm yếu nào luôn, nó không có khả năng né tránh. Xíu nữa kìa, đã để đánh mình đau lắm. Cho mình đánh chí mạng liên tục vậy ta. Ấy da, mình méo hồi phục được luôn kìa. Sinh vật này lớn đáng kể, chiếm hai vị trí trên chiến trường. Nó có thể nhận được nhiều máu và ít né tránh hơn. Sinh vật tinh tú, ưu tú đó, phải không? Trời, em này còn có 8 máu vậy. Bây giờ tính nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi nó chết luôn rồi. Rồi rồi. Hên là mình vừa có độc vừa có lửa luôn, nó sát thương theo thời gian. Chiến thắng rồi, chiến thắng. Vậy thôi. Ủa? Không về được hả? Con mắt nè. Cũng dây chuyền nè. Ủa, nó chỉ đúng xuống dưới này mà ta. Trống là cái gì? Mất luôn cái dòng mô tả rồi. Tức liêu là cái gì? Rồi, xong nhiệm vụ của chúng ta rồi. Chưa lên được level 1 nữa nha. Game hơi khó hiểu một tí, nhưng mà sau này chắc là có chiều sâu hơn đó. Tôi đã trở lại thực tại. Ông có thể thức dậy rồi đó ông già. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đưa ông vào một giấc ngủ sâu và đi vào một cái cơn ác mộng của ông. Với sự giúp đỡ của những hộ vệ của tôi đã đánh bật ác quỷ khỏi ông. Ông được tự do khỏi nó. Không thể tin được, tôi cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Gánh nặng vô hình đè nặng lên tôi đã biến mất. Làm thế nào để cảm ơn bạn phù thủy? Và tên Libetto của tôi là gì? Libergator là cái gì? Ông đã giải thoát hết là đủ rồi. Nếu ông muốn bày tỏ lòng biết ơn với tôi, hãy nhắn tin cho những người dân trong làng của ông để họ đến, để được tôi giúp đỡ càng sớm càng tốt. Nói với họ rằng điều xấu xa của họ sẽ được xoa dịu bởi một phù thủy. Phù thủy này là Thi Ghia. Thi Ghia đã thêm được pháp lực vào cái mà Arsenal của ấy. Bà chủ trăm thàng luôn. Bước tiến nâng cao, đặt một món đồ trang sức có khoáng sản. Khoáng sản nào? Tiếp theo là một cái xương. Xương hả? Xương đây. Tạo một cái bùa mê. Tăng nhóm kháng cự điều khiển lên 5. Méo hiểu. Kiếm đường châm bụi. Đặt bất kỳ một cái mà tin trinh kết nào lên cái đó. Cái này phải không? Không, lấy cái áo kia kìa. Cái áo mà nãy vừa đang mang á. Rồi. Bấm vô đâu vậy? Cái gì đấy? Một tiếng vọng mơm. Một tiếng vọng dường như có sao vọng lại trong tâm trí Thi Ga. Một hình thù đang đến với cô ấy. Còn tôi, cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường đến với con. Một tinh linh trong nhà nghỉ của mình. Nhìn cái mặt kìa.
thời gian của chúng ta là có hạn, còn phải lấy lại phép thuật Heilum của gia đình. Để lấy là cái Heilum là dạng như cái cổ vật á. Những kiếp nạn lớn đang đến và bạn phải chuẩn bị nó đi. Cho phép tôi được nghi ngờ về bản chất của cuộc trò chuyện của chúng ta. Của gia đình tôi không dễ sử dụng hay nói ra như vậy đâu. Cô phải chữa trị cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt và tìm hiểu kỹ về cách sử dụng phép thuật của họ, chúng ta. Có rất nhiều phương pháp điều trị phải không? Nhưng sẽ đối phép thì sao? Cái linh hồn đó thì đã tan biến vào một cái làn khói xanh. Cái bồng lọc cứu ông già hoàn thành hai giấc mơ, hại gục ông trùm giọt nước. Đây là ba cái bệnh nhân của mình, tí nữa đi. Thuộc tính của hộ vệ thì được hiển thị ở đây. Sử dụng khối bi kiếm được để nâng cấp đá linh hồn. Mỗi cấp độ thì cung cấp một điểm thuộc tính, mở phá các kỹ năng kỳ dọn phụ hồi trào cấp độ của viên đá. Mỗi hộ vệ có bộ vũ khí riêng với kiêu của mình. Hộ vệ có thể trang bị mấy cái trang này. Đây à. Chọn sao? Có chọn được đâu, chỉ để coi thôi. Kiểm tra Archer Taber hộ vệ là cái này phải không? Chuyển kinh nghiệm từ khối lập phương sang một trong hai viên đá của hộ vệ. Cái này hả? 214. Ô thằng này sao tới 6 điểm mà con bé này có 2 điểm vậy? Cần hết vào những cái mà đang cao thôi. Nếu hiểu gì cả, nhưng cứ tăng đại đi. Chuyển kinh nghiệm rồi khối đá lập phương sang cho hai em này là sao? Tăng cấp cho một hộ vệ bất kỳ bằng cách tăng cấp một trong hai viên đá của người đó. À, bé này lên luôn. Mình học được chiêu mới hay gì nè. Kết hợp một chiêu ngày, một chiêu đêm vào đây. Có thấy cái thay đổi méo đâu. Hay là phải lên hai bên đây vợ. Cho thằng này nó lên cái nữa. Tám mươi tám mới lên được một cấp nữa. Đẩy mục tiêu ra xa hai đơn vị và gây 16.2 chấn thương vật lý. Cái đó là ban ngày, còn ban đêm của mình là đánh xong 10 đam làm chón nữa.
Vậy mấy kỹ năng này làm sao lấy lắp vô ta? Mình có hai chiêu nè. Có thấy kỹ năng mới đâu, nó vẫn kỹ năng cũ mà. Đó. Nè, thấy mới mẻ gì đâu. Ê, lắp vô rồi là cái lấy ra không được luôn, chết tôi rồi. Được thưởng 30 cái gì nè? À, bỏ kỹ năng ra cũng được. Cái skill này tính ra cũng khá ngon á, ngăn chứ không cho tụi nó hồi máu rồi nè, cái này chịu hồi xương á. Điểm 1 khe thần chú với mà sức khỏe nó kêu nâng cái này thì nâng cái này luôn, mình chưa có cái gì cả. Cái áo tròn mới mua nè, cái nến vô găm này chỗ là tay trái phải không, mình đi vô shop mình mua. Nó bên là cái gì? Trang sức hả? Tầng 4 né tránh. Hồi nãy là mình đeo cái này nè. Cái này kháng độc, kháng lửa, kháng sét. Trang sức là cái gì đây? Dạng giống đồ ăn thân là trang sức đó. Tay phải, còn cái nào tay trái đây? Mua này được không? 15 khối XP. Khối XP của mình là cái gì? Cái này hả? Tay trái đây. Còn 60, nó đếm số luôn chứ nó không có lên xuống gì nữa. Bấm vô đâu để trang bị ta? Đây. Còn bên này là cái gì nè? Đầu, ngực, tay trái, chân, vậy cái này chắc là tay phải. Mua thêm cái tay phải luôn. Tay phải mà có chưa ít rồi, chắc là không đủ level để cầm á.
Buông đi, suy nghĩ đồng méo gì. Chơi thử cho biết, có gì mình chơi lại sao. Chạy bán đi có 5 bụi à. Không, lấy cái này ra để mình, hồi nãy nó kêu mình làm cái gì đó. Cái này xong rồi, nó kêu mình làm cái gì nè. Đặt một bất kỳ trên cơ nào lên đây nè. Không phải hả? Nếu phải là sao? Là loại là chế tạo trang sức mảnh vụn. Đặt một cục đá lên. Đá đâu? Tạo thêm một mảnh trang bị này hả? Này đá linh hồn ngẫu nhiên mà. Hướng dẫn kiểu này đọc méo hiểu gì cả. Mở sách công thức ở đâu? Kiểm tra bất kỳ thành phần công thức nguyên liệu và kết quả nào. Trời ơi, cái sách công thức đây. Bất kỳ người theo dõi nào. Canh mộ, hiệp sĩ, đá bóng đêm, với mà đá ánh sáng. Hóa ra cái này là sách công thức, nó giấu kế bên này à. Tạo đệ đi. Từ từ tạo cái mảnh trang bị nào đó sao. Thằng cầm ghiều này nhìn ngầu chét vậy. Cái méo gì nó cũng hợp với nhau được hết vậy. Được cái hình tụ gáp một cái ọt. Xương. Tăng độ hiếm của thiết bị hoặc bùa chú bằng hết thêm một công cụ sửa đổi, méo hiểu gì cả. Chế tạo quả cầu xương. Mất mẹ luôn. Hai cái đồ trang sức nào nhập với nhau thì nó ra cái đồ trang sức. Hai cái đồ trang sức cùi bắp nè. Nhập với nhau thì nó ra cái đồ trang sức xịn hơn tí. Đó. Được cái cuộn len. Cũng là dạng cùi bắp thôi. Bây giờ tạo một mảnh trang bị bằng cách nào? Không có công thức nào hết, sao mới biết đường mà tạo. Rồi chắc mà đi thôi. Cái nào dễ dễ không? Nếu mà không được rồi. Chết ống chết lên luôn. Nào có một căn bệnh ở trên đó. Rồi mất chữ ở trên rồi.
Đó, để mới, để mới. Bắt đầu với ba thằng đệ. Mình nhét được 9 thằng đệ không ta? 9 thằng là vô chơi hội đồng đó luôn cho nó nhanh gọn á. Game này phải tốn thời gian tìm hiểu hơi bị mệt nha. Hướng dưới hả? Hướng xuống phía nam hả? Đóng cái gì? Nó còn có cái khiên nữa kìa. Động cái gì vậy? Từ từ. Tao sợ ma lắm. Mày đừng có hù tao, tao sợ đó. Chị ơi, cứu em. Có cái nhà này em méo quan tâm chị đâu. Cái gì sao không tương tác được? Rồi. Một vật phẩm có tên là chân dung gì đó. Này sắp đầy nè. Có cái chỗ này làm sao qua được? Không đi xuống nước được. Còn gì bự gì nè. Bự vậy đấy. Đầu bị náo loạn. Con này nhìn quen gì mày? Chắc này phải chặt cái con dưới này trước. Đòn dữ dội. Ngài tấn công. Ủa cái này là cái gì? Nó méo chết rồi. Thằng này đánh chí mạng kinh vậy ta? Ôi vãi. Hai mốt máu, chảy máu luôn. Nó còn có một máu thôi. Trời, tinh tú, ưu tú cái gì với tôi không biết nữa. Ủa, vậy là xong luôn hả? Không, chút nữa đi. Ủa làm méo gì còn đường đi đâu. Rồi gì giao tranh nữa đó hả? Những cái con nãy mà các méo đâu.
kệ con nhỏ đi, cho nó đánh mình cái trả sau cả. Mình dứt điểm luôn cái thằng bự cho. Thử xài chiêu này nè. Đây con đệ nè. Thằng đệ gọi ra chả làm cái méo gì á. Xong rồi đó à? Chả biết gì cả. Ủa làm sao giờ mình đi ra được ở đây phải không? Mình quá mạnh mẽ để đi cái level không nữa rồi. Một đống đồ luôn. Đây là nào ra nào hai cái lá này với nhau, lá với lá thì nó lại ra cái lá được cái mũ hiếm găng với mà mảnh vụn chỉ với chỉ gì chắc là ra cuộn len hả, ra cuộn chỉ lựu đạn nó không phải ra cuộn len. Này với cái này thì sao? Cái gút xương. Còn hai cái cây xịn với nhau thì ra cái gì? Nấm. Nấm hiếm. Không, ba con chỉ này là nó ba cấp độ khác nhau luôn rồi. Tốc độ thực tiên chi tái tạo et khe thần chú sức khỏe cái này lắp vô đâu mới mua xong rồi ơi quỷ ra có 5 bụi thôi thà để đó cho rồi. Ủa mấy câu kỹ năng này sao giờ? Chín bốn điểm tăng được hàng đệ nó lên. Nếu quan tâm nó là cái gì luôn cứ tăng thôi. Nhanh nhẹn mình di chuyển thêm được một lần vào cuối mỗi lượt phản đòn. Bị tấn công thì sẽ tấn công lại. Nó gắn cái khiếu gì nào?
lựu đạn nó mà khác méo gì đâu. Không hiểu gì cả, chúng ta chắc lại đi đấm nhau tiếp thôi. Lên bệnh nhân level 1 ha. Hoàng hôn. Màu đỏ luôn hả? Nguy hiểm hả? Nguy hiểm thôi. Nguy hiểm thì chị nằm đó đi. Trời, kiếm được cái 5 bụi à. Trời luôn, sợ cái méo gì. Còn một máu à. Bên này thì sao mà qua được? Vô bên nữa đó. Hai con à, con này con mới nè. Con quỷ nãy đi lên đây được chứ? Không có đánh nó được. Ủa? Rồi thằng để mình đâu vậy? Nó tán cái mắt bạn để luôn đi.
Này đánh 18 đam luôn hả? Trời ơi, nó đúng nhỏ nè. Tính đầu mất anh mà Dagios rồi chứ. Berserker rồi đó nhé. Lấy được ta. Chết luôn phải cái gì đây, tim ngừng đập, nọc độc ba thằng hẻo luôn, chết một lần trong ban ngày. Cái chế độ 2D nó đánh khó à, ta thất bại trong lần khởi đầu này. Giờ bây giờ một số các hậu vệ của ta đã dính lời nguyền. Lời nguyền là hiệu ứng tiêu cực vĩnh viễn. Tôi có khả năng loại bỏ một cái lời nguyền khi tôi chữa lành cho một nhân làng. Quái nó đông như cái máy vậy á, thì sao mà chữa nổi. 48 nữa mình mới có 35 thôi. Mấy cái khiêu nó cũng tốn loạn đó cho anh chả biết cái gì cả. Tạo một bánh trang bị thì tạo bằng cách nào? Nếu tạo được bất kỳ cái trang sức nào với nhau hả? Đổ mẻ này cũng lỗ luôn.
lỗ nặng luôn á. Lừa đảo, Phương lừa đảo. Thì nó Uni que nè, Uni que nó nè, Uni que nó nè. Có mỗi đôi giày của mình là cùi thôi. Bây giờ trưởng phán nữa ơi. Chả hiểu con game này nó làm gói quá. Cái nào cũng dễ cho nó. Chọn này đi cho nó dễ nhất. Làm đợi. Chụp câu phi nhỏ một lần nữa, bạn đang ngày càng gần hơn đến với con trùng. Rồi, nói chung nói gì anh đi, câu đố. Giờ đích nào là cổ nhất khối lập phương? Cộng 2 điểm thuộc tính trên tất cả đá linh hồn. Tăng được 7 kinh nghiệm. Không lấy được. Rồi phải đi ngang mới lấy được hả? Bà nó con quái thì ít rồi. Mình đánh được có bốn hướng à, bất lợi với thiệt á. Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Vừa đánh xong boss là chữa được đệ. Bàn đệ của mình nó bị khuyết tật ở trên rồi. Cái gì mà dính mới vô dính độc ở trên mẹ này. Ủa thằng này trăm mấy máu đó hả? Nó không bị kéo. Bảy anh Lee Sin này hơi bị kinh nha. Hàng tồn kho hiện đã bị phá, méo hiểu. Rồi bây giờ quăng ra lụm vốn được. Không hiểu lắm, nó quăng đồ nó ra thêm cho mình lụm là tại sao? Mất mẹ cái vòng tay luôn hả? Rồi, vô giờ tranh nữa này. Game này thiết kế mà nội dung nó khó hiểu quá. Chơi nãy giờ vẫn chưa hiểu gì thêm. Nó bị chọn này. Còi súng con đường tâm linh. Đánh gì có 7 đam trời.
bị yếu luôn, 14 đam. Chết à. Không lụm được. Bó tay quăng đồ ra cái mắt luôn, không lụm cho lụm vô. Nó nghỉ dịch luôn rồi. Một cái hình bóng quen thuộc mà xuất hiện trong tâm trí của Tiga. Con tôi đã thành công một lần nữa, chứng tỏ con rất là có tiềm năng. Bây giờ con có thể có tất cả các công cụ trong tay để theo đuổi cái nhiệm vụ của mình. Cái hình bóng đó thì bất ngờ lướt đi mất. Đúng được bà, tôi tò nò muốn thiết game bà dù sao đi nữa. Game này tiếng Việt nó cũng hơi khó nha. Lại thêm một ống cái mới nữa rồi. Ly Sin này 159 máu. Tăng cái này lên máu hả? Có thấy khác biệt cái méo gì đâu. Mấy không hiểu gì cả. Bó tay tuần tập. Cái này thì ép đồ nó đúng hên xui nữa. Cái cuốn sách này thì để đại ở đâu dưới này đi. Giấu ở đây nó chứ. Lại bị cái này nó đè chồng chữ. Nãy giờ không lên tí bụi nào luôn á. Bây giờ ép sao nè. Trang sức khoáng sản. Hai cái thảo mộc. Hai cái thảo mộc ra một cái thảo mộc như cũ. Cái gì hết. Hai cái khăn. Ra cái cuộn này y chang nãy luôn.
quá khó hiểu. Ủa sao tự nhiên có một cái kill mới từ đâu vậy? Rồi đánh trận thì nghỉ thôi, con chơi level 2 luôn. Thậm chí mấy cái vị trí trong game nó cũng khó hiểu nữa, khi mà sắp xếp cái vị trí nó không hiểu cái tác dụng vô. Quái vật thì nó vẫn có thể đi ra sau lưng mình thì không đánh được nó thôi. Thử tìm hình nộm của nó hả? Một hậu vệ đó bị nguyền rủa, tại sao? Tên là bụi, không nhấn vô được chữ xong rồi nữa. Đánh cái này nó cũng rất là khó chịu nữa. Ủa tôi chưa xong nữa. Trời ơi, trong gió nó cứ ra hoài vậy hả? Đau quá vậy. Ngồi có bụi nè, nhưng mà không có được chọn. Mình đánh cái chỗ này luôn thử anh. Vì em lên ta lên tinh quá. Thiêu đốt chết đi. Đó. Chỉ máu không phải là thiêu đốt nữa. Vô đây đánh luôn. Không được nữa hả? Rồi lại cái trò này. Đánh hết mấy chỗ này luôn. Game này càng chơi tôi càng thấy lú. Chuyện gái
Cái gì tôi đã đính hôn gì vậy trời? Đánh cái này nó quá là khó chịu đây. Nè. Tôi không biết ai thiết kế ra cái cơ chế chiến đấu nữa. Bụi nè. Bèm, nói chung cứ đi đánh nhau đi, không quan tâm ở kia nữa. Ép đồ thì ép đến khi nào đủ công thức thôi, sao đông dữ vậy nào. Phải là nó đánh ván mười mấy máu, gần nửa cây luôn rồi. Game này nó khó hiểu từ mọi thứ luôn nha. Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu cái bộ kill ngày và đêm nó như thế nào nữa. Ép kill cũng chưa biết cách ép luôn. Sao lại có dấu chấm hỏi giữa là cái gì nữa đây? Một con chuột chắc đã đi lang thang ở đây. Thú vị, hãy tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi này. Ta sẽ đùng sục người. Rồi đến boss luôn đó hả? Hồi nãy thì đang bị mấy con ma dí thì mình không đánh boss được. Chuột nước 96 máu. Chuột nước này nó kháng phép rất là nhiều. Chị máu không? Bây giờ qua ngày nè, bây giờ đang là tuần ngày nè phải không? Nó đẩy lùi mình, nó thành hai con này. Nó đẩy thành bốn con. 47 máu nữa chứ. Chậu vải đái mình không có quan sát máu của mấy anh đệ mình một cách nào nữa. Kệ, đánh hồi thắng là được, quan tâm làm méo gì ba đó.
cất não vào và chơi game. Chưa hết nữa, không biết quái còn xuất hiện ở đâu nữa không. Thôi về thôi, biết quá. Càng chơi càng thấy game này gói nó lại ra ba cái mới cùng một lúc nữa nè. Gì này, lên 2 cấp luôn đó hả? Tốc độ gì có thấy lên miếng nào ở đâu. Cái vỏ và cái xương không thấy khác biệt gì luôn. Cũng vậy à. Game càng chơi càng thấy lún. Cái này cũng không hiểu gì luôn. Ngày nào đêm nào. Nó ra 1 trong 2 cái. Đó. Đi chơi giờ nãy luôn. Game này gần ở đây được rồi. Chơi hồi tôi lú á. Không có mà lú game hết ta. Rồi, hôm nay gần ở đây. Để coi tôi còn con game gì có thể chơi nữa không. Mấy con này thì nó chưa ra mắt nên chưa có chơi được. Từ từ. Em đợi tí, tôi phao lại tí. Ok. Thì game này game cũng tạm ổn đó. Phong cách đồ họa thì rất ấn tượng luôn. Game này thì quá là chi tiết. Tuy nhiên nhiều thứ rất là khó hiểu. Thành ra sau này có thời gian thì sẽ nghiên cứu thêm dạng game thi kia này. Bây giờ chúng ta chuyển vào một con game đơn thuần hơn tí. Gọi là Chinh For Lighting Silver này nè. Game này lúc trước tôi đã chơi một lần rồi. Bây giờ thì thấy nó có update khá khá. Nên vô cũng vô lại coi nó có gì hơn không.
Đây, chúng ta bắt đầu một con game dạng mà bên đất theo thôi, cứ mà thông thả vào đó. Vision, Borderless, Window, Mood Effect. Cái này như mới nè. Đây, có là khá nhiều nhân vật. Ông già, mấy thích khách gì đó. Cái này là ai đây? Đam gần chiến giảm nhưng mà đam tầm xa thì 20%. Những cái nào liên quan đến tầm xa ta? Cái này cây gậy, cái này lửa hả? Lửa. Lửa kiên. Ê, 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 cái này là cây gậy được nè. Cùng dách, cùng một đêm nè. Bên đây thì chọn cái gì bây giờ? Ngôi sao. Cái tầm nhạc thì cộng 10. Gồm dách sẽ quay trở lại với mình. Chậm nhưng mà tạo ra cái vùng rộng hơn hả? Gồm dách bây giờ sẽ xuyên qua thêm một quân địch nữa. Gồm dách sẽ đóng băng quân địch. Một trên dây, một trên dây. Cái nào nó cũng bằng nhau hết. Cái này đi. Còn lại mấy cái này thì con này chắc đánh tầm xa thôi, kêu tầm xa này à, không biết là cái gì nhưng cứ chọn đi. Tầm xa này à, cái này tầm gần á, cận chiến hay cận chiến này? Không, cận chiến luôn. Cho cận chiến nhiều quá vậy ta. Cái này chọn được bao nhiêu vậy? Có nhiều chọn hết à? Còn 3 kill nữa. Còn 3 kill nữa thì có bao nhiêu chọn hết phải vậy? Còn một cái nữa. Map 1 hoặc 2 vô cái map tôi gần nữa anh. Map gần thì chưa có chơi lần nào. Mấy quái bây giờ nó có vẻ bự và nó trâu hơn nha. Được 6 hộp này, bây giờ mình chơi tầm xa thôi thì đây, lấy điểm này. Lấy điểm này. Lấy điểm bên đây, mình còn một điểm nữa. Gunfight đó là cái gì ta? Tốc độ tấn công cũng ngon lắm nè. Đây, đây đây đây, tập trung lên cái điểm trên này. Mấy cái ngôi sao của mình nó bắn nó bay hên xui quá à. Tại da sót 25 cục luôn. Tôi tăng đại đi, suy nghĩ đồng méo gì. Bây giờ là chơi game là phải cất não đi.
dư lại 16 cục. Ulti á, ulti là sao? À, nó hướng dẫn mình xài mấy cái này. Mát thêm một lần lướt cũng ngon à. Tí nó lấy cái điểm này. Con này nó trâu dữ vậy ta. Rồi dư 20 cái nữa. Hết quay luôn. Mấy con mũi. Cái cục xanh xanh này là của mình hay của nó vậy ta? Ây da. Ba điểm. Bây giờ bắn đúng mạnh luôn đó. Đó, bắn đúng cái là nó chết rồi, nó nổ lan truyền ra. Ngon vãi. Tí nữa lấy điểm này, lấy điểm này luôn.
Ý, mảng xà hả? Mảng xà với chúng tôi hả? Mất một máu trời. Trời dư ba cục luôn. Quên sao lại cắm luôn rồi. Summon một con sói gì đó. Ê. Lũ đảng đó. Đây 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 đây. 1 2 3. Cần tốc độ di chuyển lắm. Cho tôi nghe cái tiếng con sói gì đó. Mình đánh chết á, nó nổ đam lan ra liên tục á. Nè nè nè, mấy cái dòng đỏ đỏ nè. Có hai thôi. Cái gì đây? Con này nó chọn dữ gì ta? Chết mày đi. Con option kia. Đi ra, đi ra. Kiểu này phải lên tí máu nữa cho nó chắc anh em ơi. Nổ đi, nổ đi, nổ đi. Ba level bờ. Hai cái nhánh này nó cách nhau một khúc luôn á. Dạ.
mình phải đánh chết con quái á, nó nổ đam cái lan ra mới nhiều, còn đánh nó không chết là nó sống nó dí mình hoài luôn. Nổ đi nổ đi đó, nổ đam cái là chết sạch nguyên bầy luôn. Cái này là khi địch chết bắt đầu nó nổ đam ra nó nè, nên các người cần cái này luôn. Tốc độ tấn công gì có 0.1 gì nè. Bá chút cũng chết cũ rồi, giao sao ra ba con boss luôn. Chí mạng cũng không quan trọng nữa, tại mình nổ đam mà đam mình có bao nhiêu đâu. Mình lấy máu đi. Để nổ đam cái chết sạch một bầy luôn. Nổ tiếp, nổ tiếp. Lại dư ba cục nữa, lụm không kịp rồi. Nhân vật của mình nó đi chậm quá. Một hai ơi, nó lướt cái ra bích màn hình luôn. Nổ cái đơ máy được luôn.
vãi thì tự nhiên mất hai cục pháo. Nãy ba con nữa này. Ôi. Bán nó chết. Máu, tôi cần máu. Máu đi, máu đi. Đi đường này lấy ba cục máu luôn á. Chúng thôi một hồi mình đói lắm. Mình giết được một con là gần như giết được một bầy đó. Vấn đề là giết một con nó rất là khó, tại vì cái đam cơ bản mình yếu lắm. Tám rồi, hai quay nữa là xong rồi. Nổ. Nổ cái là FPS nó góp đứng màn hình luôn. Đi ít rồi, còn con à. Không kịp đâu, không đường nào kịp nha. Quay này quay cuối này, lên 4 cấp bằng niềm tin đó. Ây da,
còn có 2 level à. Đi luôn. Xong. Ủa dưới xong boss là vẫn còn phải đánh ba mấy giây nữa hả? Một đống hình tụ luôn, nó chết cái gì mà giữ gì này à. Hình lốc hình tụ, hình lốc kêu 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 kêu. Nè mở ra cái đống luôn nè. Không có mở được nhân vật rồi nữa ta. Chơi thử ông già này ơi. Tốc độ đánh có cái chậm, di chuyển cũng chậm luôn. Né tránh trừ 2 luôn. Nhưng mà mấy cái đam hiệu ứng nó nhiều. Mỗi cái này mới à, cái gì à? Mấy cái kia thì thấy quen quen lắm. Cái này buông sao ta? Ông già này thì chơi cái gì? Chắc chơi cái khiên quá. Bây giờ bỏ hết skill đi. Chọn lại từ đầu. Còn 3 kill nữa thì ông già này đâu có né được. Còn 2 kill nữa hả? Đi về luôn đi. Bản đồ gì nhiều quá vậy nào? Tường đá gì nữa đây? Rồi cái tường gỗ. Chọn già không đi chậm coi kìa. Mất một máu ông cụ được rồi. Mất 2 máu luôn rồi. Ông già đánh sao ta?
cũng đi chậm như rùa luôn á. Yếu xìu. Cụ già cầm khiên. Tụi mấy biết vui cái gì luôn á anh em ơi. Con nhỏ nó nhảy vô vậy hay đỡ kiểu gì. Phải thiệt. Đúng. Một hai ba bốn năm, năm level nữa đó, còn một máu à, hai máu nè. Cụ đi quá chậm thôi. Rồi ăn tức luôn, giao sau 5 cái, 5 con quái. Chết chắc rồi. Rồi xong.
Cụ già này khó chơi quá. New game. Đọc kỹ cái khiêu ông cụ nè. Cái đòn cận chiến của mình sẽ kéo dài 3 giây, nên chọn cái đòn nào đánh nhanh nhất có thể. 1.3, 0.7, 0.5, 0.5. Rồi cái kiếm luôn. Cụ này cụ đi chậm dưới trời lắm, nên chắc lấy đóng băng này đi. Mình có mở được skill nào mới không ta? Đồng lại. Cái map nãy là cái map này, tường thành đây. Mình sẽ tập trung vào lấy cái gọi là attack speed. Cái attack speed của mình là rất là mạnh luôn á. Đây, tập trung lấy attack speed. Attack speed là 0.45 hả? Không chấm bảy mươi lăm, ngon rồi đó. 1, 2, 3, 4, 4 cái nữa là 4 cái này. Mỗi lần cụ đánh là cụ tạo ra một cái màu vàng này, nên cụ đánh càng nhanh thì càng có lợi. Dạ, mất một máu của cụ ơi. Một nè. Lấy máu luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nói chung là chục level tiếp theo là có định hướng hết rồi.
Ây da. Năm lần lướt, cụ lướt 5 lần, ai đỡ được cụ. Bây giờ làm sao mà mỗi lần lướt 6 lần rồi nè, mỗi lần lướt nó nổ ra tí đam á. Cái giá mất 2 máu quan vậy. Tốc độ đánh giảm rồi, không được rồi, phải tăng tốc độ đánh lên 1 điểm, 2 điểm. Giá rồi thôi, không thể chấp nhận được, tôi phải chơi cái cụ già này đến khi phá đảo mới được. Cái gậy này không có tác dụng gì hết á, không có đâm luôn, nhưng mà nó cộng rất là nhiều thứ vô.
Trừ đốt đầu đánh cao quá à, không được đâu. Này ngon nè, cái này ngon đó nè, cái này cũng ngon đó nè. Nếu thì đỡ được, quái nó cứ lao vô mà mình dọn không kịp. Liệu lấy tốc độ đánh có là một cái sai lầm 0.95 này. Nếu có đam đánh nhanh thì nhanh, nhưng mà nếu có đam ra năm con quái bự luôn, ăn cám luôn. Lấy đỡ điểm này đi. Nên lấy hai điểm độc cho mà cái tầm xa nó gánh tí. Không giữ được quay bự nó hết, ngày mình càng ngày càng thuận lên vào đi.
Một level quá rồi. Chung mà né, tập trung mà né. Bây giờ phải kiếm thêm vài cái lướt nữa, mình mới có một cái lướt ở đây à, nên giờ quái nó mà áp sát mình cái là con luôn á. Đây 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 đây, 1 2 3, đi đi ngang đường này thì bán 2 điểm, 1 2, đây nữa 1 2, 6 điểm, 6 điểm, 6 lượt mở. Cái gì bự quá vậy? Leo vào hai đứa bơi một nè, hai nè, lấy cục máu cũng được ở đây luôn, 1 2 3, 3 level nữa. Mình có 4 lần lướt rồi,
còn lại lấy máu đi. Lúc chịu quá cũng không cần. Này thì mấy con dơi với chúng tôi này sấy hả? À? Mày sấy hả? À? Bây giờ cụ quẩy hơi bị kinh rồi đó nha. Lũ đảng đó. Mày say hả mày? Mày thì trong chống tre của Doraemon. Quẩy như siêu nhân điện quang luôn.
Tụi mèo nhìn thấy cái gì luôn rồi đó. Còn 2 điểm lấy cái gì bây giờ ta? Bây giờ tốc độ đánh giảm một tí cũng không sao. Cũng được, lấy đại mấy cái điểm này để giảm tốc độ đánh xuống một tí. Điểm này cũng ngon nè. Điểm này cũng ngon nè. Trời ơi, chết rồi, 4 con luôn rồi. Rồi lấy máu đi. Được cái triệu hồi mấy cái đó thì mình chui vô góc á, nó khá là khỏe luôn.
Ba chục con chết rồi. Cái area này cũng ngon lắm nè. Cũng được, lên được hai level một nè, hai nè, rồi đến boss thôi. Boss này để mấy cái quạt nó đánh giùm mình, không cần đánh luôn đó. Đó, mấy cái quạt nó quay là đủ rồi. Đứng yên luôn, tội nghiệp không? Chụp có cái trứng gì đây nó đây. Trời ơi, thành thủ gì với ông. Thôi áp cả thôi, chịu hồi ra mấy cái máy chém này đánh lại nhanh nữa. Đúng là cu già bui tóc đánh là khá là ngon đó. Mình mới mở được thêm cái gì mới hay gì à, hình như không có gì mới cho nó. Cái này phải không? Rồi, hôm nay chơi đến đây được rồi. Có thời gian thì chơi tiếp cái game này. Con này Goku Lai thì cũng khá là ổn nha. Cái này là cái gì đây? Thôi thôi thôi, đi đồ bo cái gì. Ok, bye bye anh em.